Khó khăn của em là gì? Em vượt qua khó khăn như thế nào? Và em giúp người khác vượt qua khó khăn, giúp bạn bè vượt qua khó khăn ra sao? Mà những cái khó khăn nó nhỏ nhỏ thôi, cũng không có cái gì đó nó quá lớn lao. Chẳng hạn như là em còn nói ngọng, em tập vượt qua những cái khó khăn về việc nói ngọng. Em đứng trước đám đông, em run, em tập vượt qua những cái khó khăn đấy để em bình tĩnh hơn như thế nào? Em khó khăn khi học ở môn nào, em vượt qua như thế nào? Đấy. Rồi em bảo vệ môi trường sống xung quanh em ra sao? Vân vân. Thì đấy là một cái cách mà dạy học mà tiếp cận năng lực các thầy cô ạ. À. Thứ hai, sách là khoa học chuẩn mực rồi. Thưa thầy cô, là có bao nhiêu vòng thẩm định mà tôi vô cùng biết ơn hội đồng thẩm định, vừa có tâm vừa có tầm, rất thẳng thắn, rất quyết liệt, nhưng mà đồng hành cùng chúng tôi trong cái quá trình mà hoàn thiện cái cuốn sách từ đầu cho đến cuối. Vậy thì khi ra quyển sách trong tay này, tôi cảm thấy là chúng tôi đã thấy yên tâm và thầy cô yên tâm khi sử dụng sách. Vâng, nhưng ở đây tôi muốn nói về cái tính khoa học của nó là thế nào ạ? Ta dạy môn đạo đức, nó là một môn khoa học. Vậy thì đảm bảo tính khoa học, nghĩa là đảm bảo cái sự chuẩn chỉnh của nó, đảm bảo tri thức khoa học của nó. Đó là môn học mà, thì phải có tri thức khoa học. Vậy tri thức khoa học tôi nhắc đi nhắc lại đó là gì ạ? Là phải cuối cùng, là không phải cuối cùng, mà trong khi các em khám phá, các em phải biết là em học cái gì, cái chuẩn hành vi ấy là gì, em cần phải làm như thế nào và vì sao phải làm thế. Đấy là cái tính khoa học của nó đã nhá các thầy cô nhá. Mà tính khoa học ấy, thầy cô lưu ý cho tôi là tôi vẫn nói là này, có trong cái thời đại cách mạng bùng công nghiệp 4.0, khi mà khoa học về khi còn công nghệ thông tin nó phát triển như vũ bão như thế, thì cái kênh thông tin nó rất là nhiều và các thầy cô có thể khai thác những thông tin từ trên mạng, nhưng khai thác thế nào thì khai thác đảm bảo được sự chuẩn mực của nó. Bởi vì có những thông tin nó đến với chúng ta nó ào ạt, mà khi ta tiếp cận thông tin được, ta đưa ngay trong giờ dạy, như thế có khi không chuẩn chỉnh các thầy cô ạ. Cho nên xin được chia sẻ, độ mở thì mở, ta đảm bảo được tính mở, đúng rồi, chương trình mở mà, về ngữ liệu cũng mở, nhưng tôi vẫn phải nói một điều thế này: khi khám phá tri thức khoa học, cố gắng làm sao tuân thủ theo những cái yêu cầu cần đạt về những tri thức khoa học và những cái ngữ liệu ở phần khám phá ấy, chúng tôi phải chắc, phải lọc. Đấy. Cho nên mở ở đây này, này các thầy cô, một chương trình nhiều bộ sách mà. Khi một chương trình nhiều bộ sách, tôi phải khẳng định một điều rằng mỗi bộ sách có cái hay riêng, có cái tốt riêng, có cái đẹp riêng, thì thầy cô có thể là tích hợp. Và ba bộ sách này đều đạt cái chuẩn rồi, bởi vì là cũng qua những vòng thẩm định rất ngặt nghèo rồi. Các thầy cô có thể sử dụng những cái ngữ liệu của ba bộ sách, nếu như mà chúng ta chọn bộ sách này, nhưng mà có một vài ngữ liệu mà nó ở cái vùng miền thầy cô, ở bộ sách kia nó lại hay hơn, nghĩa là nó cần với thực tế của học sinh thầy cô ở vùng miền đó, thì thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng. Nhưng mà nếu như chúng ta mở rộng quá mức để chúng ta sử dụng những cái thông tin mà nó chưa chuẩn chỉnh, nó chưa được thẩm định mà đưa vào trong cái quá trình dạy học của chúng ta ấy, thì các thầy cô thấy là cái yếu tố khoa học nó chưa đảm bảo được. Cho nên là tôi vẫn muốn lưu ý điều đó với các thầy cô nhé. Đấy. Cái thứ hai nữa là sự kế thừa phát triển. Tôi vẫn nói với các thầy cô là thế này, chúng mình dạy môn này là môn giáo dục, thuộc môn giáo dục công dân mà. Thế thì dạy là dạy công dân Việt Nam. Nên chúng ta kế thừa những giá trị đạo đức văn hóa truyền thống. Và những cái câu chuyện kế thừa nhé. Những cái câu ca dao tục ngữ thành ngữ về dạy đạo đức rất là tuyệt vời. Mà chúng tôi đã đưa một số câu vào trong đó, ví dụ như là uống nước nhớ nguồn, ví dụ như là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Này, thế thì chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng cho học sinh chơi những trò chơi anh nhanh ai đúng để mà tìm ra những câu ca dao tục ngữ thành ngữ mà gắn với cái chuẩn hành vi đạo đức của các em. Hai nữa là phát triển công dân Việt Nam như công dân Việt Nam trong thời kỳ hiện đại. Vậy thì làm mới cái truyền thống này và kế thừa kinh nghiệm giáo dục từ các nước phát triển, những câu chuyện từ các nước phát triển, những cái phương pháp dạy học từ các nước phát triển. Đấy, thì các thầy cô lưu ý. Vâng, và đặc biệt là thế này,
Tôi muốn nói là chương trình được thiết kế theo đường đồng tâm xoay ốc, mở rộng và nâng cao, nhưng có sự quay trở lại trong chừng mực nhất định của những chuẩn hành vi trước đó. Cho nên khi dạy học, các thầy cô cố gắng khai thác những trải nghiệm của học sinh, những cái hiểu biết của các em, những cái vấn đề mà các em đã học từ lớp trước, để làm gì ạ? Khi quay trở lại như vậy trong chừng mực nhất định, những chuẩn hành vi được nhắc lại trở nên bền vững hơn, và đồng thời nó được mở rộng nâng cao hơn trong lớp học mới. Vâng, thế thì các thầy cô thấy là rất nhiều những cái bài học như thế thì thầy cô sẽ hãy tìm ở những cái lớp dưới. Đấy chính là điều mà tôi muốn nói, và nghiên cứu về chương trình. Vâng, tiếp theo. Đấy. Sự tích hợp. Thì cái này tôi đã nói rồi, tích hợp là xu thế tất yếu của giáo dục hiện đại. Và sách của chúng tôi đã thể hiện sự tích hợp nội môn và tích hợp liên môn rất rõ rồi ạ. Đấy. Thế thì thầy cô dạy học phát triển năng lực thể hiện sự tích hợp như thế nào? Có câu hỏi là có thầy cô hỏi là vậy chúng em phải tích hợp nội dung giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh ở trong này như thế nào? Vâng. Tôi khẳng định với các thầy cô một điều rằng là dạy đạo đức mà con người Việt Nam đẹp nhất, đạo đức của con người Việt Nam đẹp nhất chính là Hồ Chí Minh. Vâng. Và vì vậy mà yêu cầu tích hợp này nó chả có gì làm khó các thầy cô, chẳng có gì làm nặng các thầy cô, mà làm cho dạy học đạo đức hay hơn, hiệu quả hơn. Này. Thế nhưng mà, và chúng tôi đã giúp các thầy cô rồi. Ở bài biết ơn người có công quê hương đất nước thì người có công lớn nhất với quê hương đất nước chính là Hồ Chí Minh. Rồi, ở bài lập kế hoạch cá nhân có câu chuyện về Bác Hồ, vân vân. Thế thì bài nào mà có thể các thầy cô sử dụng chuyện kể về Hồ Chí Minh mà ở kênh chính thống, ở một sách có nhà xuất bản chính thống thì thầy cô có thể đưa vào trong đó, và chúng tôi đã giúp thầy cô rồi. Nhưng mà không phải bài nào cũng phải tích hợp. Tích hợp cái giáo dục địa phương ở trong cái vấn đề nào mà nó gắn với địa phương của thầy cô thì thầy cô dạy nhá. Vâng, và đó là sự vâng vẫn là sự linh hoạt nhá, cái tính mở của nó. Vâng, và đặc biệt nữa là thầy cô ạ, thầy cô vì một thầy cô dạy một lúc nhiều môn mà thầy cô dạy nhiều môn cho nên thầy cô có thể vâng thiết kế vâng thầy cô thiết kế cái một số cái hoạt động mang tính tích hợp liên môn để mà tổ chức hoạt động cho học sinh để thực hiện một cái chuẩn hành vi nào đó, mà ở đó thầy cô có thể là có lịch sử địa lý, vâng, tìm hiểu về lịch sử mà những người có công quê hương nước ấy, và lịch sử là thể hiện rõ lắm các thầy cô ạ. Rồi những cái hoạt động đạo đức, những cái hành chuẩn hành vi đạo đức mà đưa vào trong thực tiễn cuộc sống như thế nào thì trong cái hoạt động trải nghiệm thể hiện rõ. Thế thì thầy cô hoàn toàn có thể mà lên kế hoạch dạy học đầu năm để làm sao mà có những cái buổi mà hoạt động mà nó ra tấm ra món để thầy cô tích hợp được một số nội dung giáo dục đạo đức cho các em. Cái này thì phải là làm việc nhóm của cả một nhóm chuyên môn thầy cô ạ, mà gồm khối lớp. Vâng, và phân hóa đa dạng. Tôi mới nói này này, thưa thầy cô, dạy này không phải dạy đồng phục đâu. Năng lực học sinh khác nhau mà, dạy học phát triển năng lực mà năng lực học sinh khác nhau. Cho nên thế này, tôi khẳng định một câu là chúng ta không phải thực hiện tất cả các... Ví dụ như là một bài này này, có nhiều bài tập ở trong đó, thì chẳng hạn như là có nhiều tình huống, một bài chúng tôi soạn có thể có 4 tình huống. Không nhất thiết phải làm cả 4 tình huống, thầy cô nhá. Học sinh không nhất thiết phải thực hiện 4 tình huống, lựa chọn nào nó phù hợp với các em. Đấy. Thế để mà vâng, hay là thế này ạ, chúng tôi thiết kế là tạo ra một sản phẩm viết vẽ làm thơ vân vân, thì các em có năng khiếu gì các em làm cái đó, các em lựa chọn, các em thấy thuận lợi gì các em làm cái đó. Đây, ngay như này, cái một tôi lấy một ví dụ thôi, trong cái việc vượt qua khó khăn này này, có một cái trường hợp là bố dạy hàng cách tỉa tạo dáng cho cây cảnh nhưng bạn từ chối. Cái này thì không nhất thiết, nhưng các thầy cô là cái này ở thành phố thì là chủ yếu nha, một số vùng nông thôn thôi, nhưng mà không nhất thiết các thầy cô phải chọn tất cả những cái trường hợp đó để vừa đưa vào cái quá trình dạy học của thầy cô. Vâng ạ.
và sinh động hấp dẫn thì đúng rồi, là yêu cầu là như vậy nhá, yêu cầu dạy học như vậy, nhưng mà cái yêu cầu của từ chương trình ấy thì cô thể hiện sinh động hấp dẫn qua những câu chuyện, những trường hợp, những tình huống và những hoạt động đa dạng phong phú. Đấy là năng lực của các thầy cô rồi. Vâng, và cái tính thẩm mỹ ở đây thì sách đã đảm bảo tính thẩm mỹ rồi. Sách được khen là đẹp rồi. Nhưng mà cái đẹp ở đây thầy cô lưu ý nhá. Đẹp về hình thức. Nha, tranh ảnh đẹp thì dạy học sinh hứng thú hơn nhỉ. Đẹp về cảm xúc, câu chuyện đẹp, tấm gương đẹp, học sinh rung động nhiều hơn. Đấy, tư tưởng đẹp, hướng đến những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống, trong những giá trị chân thiện mỹ, thì cố gắng các thầy cô làm sao ngôn ngữ đẹp, tình cảm đẹp, phong cách đẹp và tấm gương đẹp. Đấy, để quá trình dạy học đạo đức trở thành một hành trình khám phá đầy thú vị cho học sinh. Và đấy là một số điểm mà tôi muốn chia sẻ cùng thầy cô. Thế thì chúng ta nghỉ giải lao ở đây, giờ sau chúng ta tiếp tục ạ. Và cảm ơn các thầy cô. Từ đầu đến giờ ấy, thì tôi đã thấy là những sự tương tác vô cùng tích cực của quý thầy cô. Vâng, những chia sẻ, những lắng nghe. Và rất cảm ơn sự tương tác đó. Chúng ta tiếp nối tinh thần đó và sẽ ngày càng sôi nổi hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một vấn đề mà nó gắn rất thiết thực, rất gần gũi với các thầy cô. Về tài liệu bổ trợ thì tôi không nói nữa nhá. Vâng, cái này các thầy cô có thể tự đọc được rồi. Vâng, và về học liệu điện tử thì các thầy cô có thể vào trang tập huấn để tìm. Trong đó có những cái tài liệu mà liên quan đến môn đạo đức này và các môn học khác ạ. Vâng. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào một nội dung rất quan trọng, đó là thực hiện cái kế hoạch bài dạy môn đạo đức lớp 5 như thế nào. Vâng, và thầy cô có đặt ra câu hỏi với tôi, đó là việc chia tiết thế nào với một bài dạy mà một bài mà nhiều tiết. Đấy, thì ở đây chúng ta khẳng định rằng đến cái môn đạo đức lớp 5 này rồi thì bài nào cũng nhiều tiết. Vâng, chúng ta sẽ chia tiết thế nào. Đấy. Thì trước hết là tôi phải khẳng định rằng cái việc chia tiết thế nào nó cũng liên quan đến vấn đề về kế hoạch dạy học. Còn ở đây thì trong cái công văn của vụ giáo dục tiểu học ấy thì yêu cầu chúng tôi là tập trung vào cái kế hoạch bài dạy. Tuy nhiên trong tài liệu tập huấn của chúng tôi thì chúng tôi cũng có đã nói đến cái điều này rồi. Thì tôi nói lại một lần nữa trong cái câu trả lời với các thầy cô. Nhiều thầy cô rất mong muốn là có một cái việc mà chia tiết rất cụ thể, rất tỉ mỉ từ đầu năm đến cuối, như là phân phối chương trình trước đây của Bộ Giáo dục Đào tạo cho các môn học. Tuy nhiên thì có vấn đề đặt ra, đó là cái tính mở ấy của chương trình cho phép các thầy cô linh hoạt trong chia tiết. Vậy thì với một bài học như thế, một bài tôi nói ví dụ một bài 3 tiết như thế, chúng ta chia thế nào? Chúng ta có thể bổ ngang, có thể bổ dọc, bổ ngang bổ dọc như thế nào? Tôi hỏi một chút về các thầy cô trả lời ạ. Vâng, thầy cô đã vào trong lớp học rồi. Vâng, kính mời các thầy cô. Một tiết dạy có nhất thiết phải đầy đủ 4 hoạt động không ạ? Nếu có thì ghi số 1, nếu không thì ghi số 0 ạ. Nghĩa là chúng ta sẽ có 4 pha, là pha khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng. Vậy một tiết có cần đầy đủ 4 không? Có cần không ạ? Mời các thầy cô. Nào. Không và có. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Vâng ạ. Như vậy tôi đã nhận được những câu trả lời trái ngược nhau. Là có thầy cô khẳng định là dứt khoát một tiết phải đầy đủ 4 hoạt động, có thầy cô nói là không, và cái số 0 ấy là đa số. Vâng, tôi xin trả lời, một tiết không cần đầy đủ 4 hoạt động một tiết. Vâng, và khi không cần đầy đủ 4 hoạt động thì rõ ràng là việc chia tiết của các thầy cô sẽ dễ hơn rất là nhiều thầy cô nhá. Vâng, không cần. Đấy là tính mở của chương trình cho các thầy cô đấy. Chứ bây giờ nếu mà đầy một tiết đầy đủ 4 hoạt động, tôi nói với thầy cô cái khó ở điểm, ở một điều là một tiết mà dạy mà đầy đủ 4 hoạt động sẽ như thế nào ạ? Thế một bài mà 4 tiết nhá, một bài 4 tiết nó bây giờ
mà chúng ta cái hoạt động, tôi nói ví dụ như hoạt động khám phá là làm như thế nào và vì sao phải làm thế, có hai cái khám phá cơ bản đấy. Thế bây giờ mình hoạt động khám phá, mình khám phá một cái thôi là làm vì sao phải làm thế, xong rồi đến sau đó là luyện tập cái vì sao ấy, xong đến vận dụng cũng vận dụng cái vì sao ấy, thì làm sao mà được. Cái hoạt động vận dụng ấy thì về cơ bản là khi, sau khi đã khám phá xong rồi đấy, thì chúng ta mới vận dụng nó để mà tạo ra một cái sản phẩm mà thể hiện kết quả của việc mà chúng ta đã khám phá được đầy đủ những gì mà chúng ta đã học ở cái vấn đề đó, từ cái kiến thức ấy mới đến vận dụng thì mới chuẩn. Còn nếu chúng ta cắt như thế, chúng ta bổ ra như thế từ đầu đến cuối như vậy thì rõ ràng cái sự vận dụng trở nên rất là máy móc, thầy cô ạ, nó là máy móc và nó không thành một chuẩn hành vi để vận dụng đấy. Vâng. Như vậy chúng ta thấy là cái cấu trúc của cái kế hoạch bài dạy ấy thì các thầy cô có thể bổ dọc, có thể bổ ngang, và tôi khẳng định một điều rằng là không nhất thiết một tiết phải đầy đủ bốn hoạt động. Nếu yêu cầu như thế nó cực kỳ khó cho thầy cô. Đâu, câu trả lời như thế đã gỡ khó hơn cho các thầy cô chưa ạ? Vâng, có được đỡ đỡ hơn chưa? Đừng máy móc như vậy nhá. Đấy. Nhưng mà thế này, nhưng mà vì sao mà có những cái tiết dạy minh họa mà nó có đầy đủ bốn hoạt động, và ngay sau đây tôi chiếu để các thầy cô thấy là không phải ngay bây giờ đâu, lát nữa thì khi tôi chiếu lên các thầy cô sẽ thấy là nó có đầy đủ bốn, có bốn hoạt động, nhưng đây chỉ là demo, chỉ là minh họa thôi, để các thầy cô hình dung mỗi hoạt động được tổ chức như thế nào thôi, chứ không phải là một tiết dạy đầy đủ nhá thầy cô nhá. Đấy, thứ nhất như vậy. Cái vậy cho nên là thầy cô có thể chia tiết kiểu bổ ngang, có thể kiểu bổ dọc như sau. Đấy, thứ nhất ý, có thể là chúng ta bổ ngang bằng việc là chúng ta tổ chức hoạt động khởi động cho cái chủ đề ấy, cho cái bài học ấy nhá, xong sau đó chúng ta khám phá, và trong cái quá trình khám phá thì gắn với hoạt động luyện tập luôn, khám phá đến đâu luyện tập đấy vì có cái bài luyện tập ở trong cái hoạt động ấy. Vâng, thế rồi sau đó thì bắt đầu chúng ta mới dành riêng một tiết cho hoạt động vận dụng, hoàn toàn được nhá. Hoặc là khởi động rồi khám phá, xong khám phá xong một tiết, xong rồi luyện tập một tiết, rồi vận dụng một một tiết cũng được, không sao cả thầy cô nhá, cũng được. Nhưng mà thường là các thầy cô cứ khám phá một cái gì đó, một vận một nội dung nào đó, khám phá biểu hiện, thì trong cái bài luyện tập có cái biểu hiện, có cái trong cái phần luyện tập có cái bài về biểu hiện, thì chúng ta tìm hiểu biểu hiện, khám phá biểu hiện xong xong rồi luyện tập cái biểu hiện đó đấy, thì đều được nha. Như vậy hoàn toàn có thể bổ ngang, hoàn toàn có thể bổ dọc. Vậy thì nếu một thầy cô nào đó thiết kế hoàn toàn một một tiết hoàn toàn cho hoạt động vận dụng, không sao cả thầy cô ạ. Chẳng hạn như là để cho học trò chia sẻ nha, khi mà các em vận dụng như thế, các em chia sẻ những cái sản phẩm của các em, rồi các em nói trước lớp, rồi các em thầy cô để cho các em được nói nhiều hơn, các em được làm việc nhiều hơn, các em được chia sẻ nhiều hơn, thì càng hay chứ sao có thầy cô. Bởi cái đích đến là hoạt động vận dụng mà, là vận dụng những điều trong vào những điều đã học vào trong thực tiễn mà. Thế thầy cô nha. Cho nên là tôi khẳng định lại một lần nữa là việc chia tiết như thế nào là sự linh hoạt của các thầy cô, có thể bổ ngang, có thể bổ dọc, bổ ngang bằng cái khám phá ở tiết 1, xong luyện tập thứ hai vận dụng tiết 3, ví dụ như thế nha. Có thể bổ dọc bằng việc khám phá một biểu những biểu hiện của chuẩn hành vi, xong rồi luyện tập về cái chuẩn hành vi đó. Vâng, khám phá về ý nghĩa của chuẩn hành vi và luyện tập về ý nghĩa của chuẩn hành vi đó này, chẳng hạn thế. Xong sau đó là chúng ta tiếp tục hoạt tổ chức hoạt động luyện tập bằng việc là những cái bài tập về xử lý tình huống các thứ này khác, và cuối cùng cho mới là cuối cùng cho hoạt động vận dụng cho tất cả đấy, thì nào chúng ta làm như thế được mà. Đấy. Tuy nhiên thì trong cái quá trình dạy học chẳng hạn như ly hội giảng ấy, thì các thầy cô cũng thường, một số thầy cô thường là thiết kế theo kiểu là một tiết có đầy đủ bốn hoạt động, không nhất thiết phải như vậy thầy cô nhá, tôi khẳng định như vậy được chưa ạ. Đây là câu trả lời của tôi. Đấy. Thứ hai là thầy cô soạn kế hoạch theo bài hay theo tiết ạ, soạn kế hoạch bài dạy theo bài hay theo tiết ạ, nào kính mời các thầy cô. Kính mời các thầy cô trả lời cho cô tôi câu hỏi thứ hai là chúng ta soạn kế hoạch bài dạy dạy là theo bài hay theo tiết ạ? Nào, kính mời thầy cô ạ. Vâng, tôi nhận được câu trả lời là theo tiết.
phần lớn là theo tiết. Có thầy cô soạn theo bài, thầy cô soạn theo tiết. Vâng, phần lớn các thầy cô soạn theo tiết. Vâng, vâng, thưa cô, thưa các thầy cô nhá. Tôi phải nói một điều lại với thầy cô là kế hoạch bài dạy là kịch bản mà quý thầy cô thiết kế trước khi lên lớp trong giai đoạn chuẩn bị. Và cái kịch bản ấy là kịch bản của chính các thầy cô. Cho nên là thầy cô có thể thiết kế một cách rất là linh hoạt, miễn làm sao đáp ứng được yêu cầu cần đạt. Miễn sao đáp ứng được yêu cầu cần đạt thầy cô nhá. Đấy, đấy là cái điều mà tôi phải trả lời cùng quý thầy cô. Cho nên cái kịch bản ấy là dạy học phát triển năng lực mà. Năng lực học sinh khác nhau, năng lực thầy cô cũng khác nhau. Nhưng tôi lại phải khẳng định một điều rằng chúng ta vẫn phải có một cái chuẩn chung về yêu cầu cần đạt. Cái thứ hai nữa, chuẩn chung, chúng ta lấy cái công văn 2345. Công văn 2345 là một công văn mà khá là sáng đọc rõ về kế hoạch nhà giáo dục của nhà trường, rồi kế hoạch dạy học, rồi kế hoạch bài dạy của giáo viên nào, rất tường minh. Thế thì sáng tạo nào thì sáng tạo gì thì sáng tạo, chúng ta nên theo 2345. Nên theo nhá, cái chỉ đạo của vụ. Vâng ạ. Và trong cái công văn ấy có ghi nó là kế hoạch bài dạy. Kế hoạch bài dạy. Đấy, xong rồi họ gạch chéo là theo tiết theo bài. Đấy, có thể là theo tiết theo bài. Nhưng mà thế này, soạn theo tiết ấy thì nó cũng đã đúng với các thầy cô ở các trường thôi, mỗi tuần thì phải duyệt giáo án, duyệt kế hoạch bài dạy, tôi gọi là giáo án bằng cái tên rất là thân thương vậy thôi. Thì chúng ta phải duyệt kế hoạch theo tuần, mà lại mỗi một tuần một tiết thì rõ ràng là soạn theo tiết gì ạ. Nhưng mà cái khó cho các thầy cô khi soạn theo tiết ý, tôi mới xem kế hoạch bài dạy theo tiết ý, thì gọi là kế hoạch tiết dạy ý, thì có cái khó của các thầy cô đó là xác định được yêu cầu cần đạt theo tiết. Thì nhiều thầy cô là xác định yêu cầu cần đạt theo bài, chứ không phải là tiết, soạn kế hoạch tiết dạy đấy nhưng mà lại yêu cầu cần đạt lại theo bài. Xác định yêu cầu cần đạt theo tiết ý, đối với các thầy cô nó cực kỳ khó khăn. Vâng, vậy thì chúng tôi khi trong cái kế hoạch bài dạy, lát nữa tôi sẽ chiếu được thầy cô, chúng tôi vẫn soạn theo bài và kết hợp theo tiết của thầy cô. Đó là gì? Là yêu cầu cần đạt, gọi là tên bài thì người khác, yêu cầu cần đạt theo bài, xong đến sau một tiết thì cắt đến đâu, xong rồi đặt trọn vẹn trong một bài. Vâng thầy cô ạ, thì lát nữa chúng ta sẽ chiếu cái đó lên. Vâng, lát nữa. Thế thì cấu trúc của kế hoạch bài dạy là theo đúng tinh thần công văn nhá. 2345. Có một thực tế không phải ít, đó là một số thầy cô soạn theo công văn 5512 ở trung học cơ sở. Và tên gọi cũng khác, ví dụ như là một yêu cầu cần đạt thì thầy cô gọi là mục tiêu. Hai đồ dùng dạy học thì thầy cô gọi là thiết bị dạy học và học liệu. Thì cái này là cái mà theo tinh thần 5512. Vâng, vậy tôi cũng xin chia sẻ cùng quý thầy cô là thế này. Mình dạy tiểu học, mình theo 2345 đi. Xong rồi là các bước hoạt động, rồi các thầy cô cũng soạn là thế này này, là chuyển giao nhiệm vụ, rồi các thứ này, các vân vân, rồi nội dung, rồi sản phẩm, rồi các bước tổ chức hoạt động. Nó đúng trong 5512. Thì theo thầy cô, theo tôi ấy, là chúng ta soạn như thế này. Soạn theo đúng form của 2345 nhé. Đấy, vâng. Và đầu tiên để soạn, thầy cô lên ý tưởng tổ chức dạy học cho toàn bài đi. Đấy, tìm hiểu chương trình, tìm hiểu yêu cầu cần đạt, mà cũng không cần tìm hiểu nhiều lắm đâu, ở trong ngay trong sách của chúng tôi đã viết cái yêu cầu cần đạt ở trong cái phần đầu rồi, mỗi một bài rồi. Tìm hiểu yêu cầu cần đạt. Vâng, và từ yêu cầu cần đạt đến chỗ cái phần mục tiêu nhá, chúng ta tìm hiểu ngữ liệu phục vụ cho bài học. À, ngữ liệu trong sách này có rồi, đúng rồi. Thế nếu có thể thì thầy cô lên mạng, thầy cô xem ở những cái sách khác có những cái ngữ liệu gì mình có thể tham khảo được. Đây là phần nháp nhá. Xong mình xác định những hoạt động dạy học cơ bản nào. Rồi thầy cô dự kiến ở trong kế hoạch bài dạy chúng tôi gợi ý thôi nhá, chỉ là gợi ý thôi, mang tính chất tham khảo thôi. Còn thầy cô dự kiến phương án chia tiết ra sao, xác định thời gian cho từng hoạt động như thế nào. Nhưng giống như mình xây nhà ấy, thì trước hết là mình phải có một bản kiến trúc, bản thiết kế đã. Đấy, phác thảo những cái rất cơ bản đã.
Xong thầy cô dự kiến là này, à với hoạt động này mình dùng phương pháp nào, mình dùng phương tiện nào, với hình thức dạy học như thế nào. Xong, đấy là phát thảo chung nhá. Đấy. Thì tất nhiên là sách của chúng tôi đã viết, cả sách giáo viên, cả cái gì ạ, kế hoạch bài dạy chúng tôi đã thiết kế rất rõ rồi. Nhưng mà nó là sự sáng tạo của thầy cô, vì nó còn gắn với vùng miền, địa phương và học sinh của thầy cô mà. Cho nên thầy cô lên ý tưởng. Mà lên ý tưởng ấy gắn với địa phương, gắn với vùng miền, gắn với học sinh cụ thể của thầy cô. Xong sau đó các thầy cô soạn kế hoạch bài dạy. Soạn kế hoạch bài dạy thì điều đầu tiên là xác định yêu cầu cần đạt của bài học. Yêu cầu cần đạt thì đúng, bám theo đúng tinh thần công văn thầy cô nhé. Đây, yêu cầu cần đạt là nêu cụ thể học sinh thực hiện được gì, vận dụng được những gì và giải quyết vấn đề trong cuộc sống, có cơ hội hình thành phát triển phẩm chất năng lực gì. Tôi trung thành với cái công văn này. Để tại sao tôi trung thành? Tôi cũng có thể sáng tạo được, nhưng chỗ này tôi trung thành. Để làm gì ạ? Thầy cô các vùng miền có một điểm tựa là chúng ta thống nhất được cái điểm đó. Thống nhất theo tinh thần công văn. Và đây, yêu cầu cần đạt. Thì sau bài học này học sinh cần, vì yêu cầu mà tôi nên dùng từ cần. Cần thế nào? Mang nguyên những yêu cầu cần đạt của chương trình, vì tên chủ đề của chương trình gắn đúng với tên của bài học. Cho nên mang nguyên yêu cầu cần đạt đặt vào đây. Ở đây có 4 yêu cầu cần đạt, không thêm cái gì, không bớt cái gì. Chỗ này là cái mang tính pháp lệnh các thầy cô nha. Cái này là cái mang tính pháp lệnh, chúng ta cũng không sửa sang làm gì cái này. Đấy. Tiếp theo cũng vẫn theo công văn là gì, từ đó học sinh có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất gì, năng lực gì đấy, năng lực và phẩm chất gì, thì chúng ta viết cái câu ấy vào. Từ đó học sinh có cơ hội hình thành và phát triển, thứ nhất là năng lực. Tôi lấy ví dụ bài 1 biết ơn người có công với quê hương đất nước thì nó thuộc về mạch giáo dục đạo đức, thì mạch giáo dục đạo đức tập trung vào năng lực điều chỉnh hành vi. Đấy, năng lực điều chỉnh hành vi. Đấy. Tiếp theo bài này trong chương trình phát triển phẩm chất yêu nước thì tôi viết phẩm chất yêu nước vào, không kể thêm nhiều phẩm chất nữa. Đấy, bởi vì kể thêm nó nặng thêm cho bài chúng ta. Đấy là cách xác định yêu cầu cần đạt thứ nhất. Vậy thôi ạ. Cách xác định yêu cầu cần đạt thứ hai đó là thầy cô nó yêu cầu cần đạt về năng lực. Về năng lực thì mang nguyên những cái này vào. Chúng ta chỉ cần nói là năng lực điều chỉnh hành vi. Năng lực điều chỉnh hành vi thể hiện có 4 cái khía cạnh này. 1 kể được, 2 biết, 3 thể hiện được, 4 là nhắc nhở. 4 cái gạch đầu dòng này. 2 gạch đầu dòng thứ hai phẩm chất. Phẩm chất yêu nước. Đấy, kể ra như thế. Như vậy sẽ có theo đúng tinh thần công văn 2345 thì tôi soạn theo đúng như thế này. Còn lại, và tôi bám sát vào chương trình, còn lại có thể soạn theo cách là xác định 1 là năng lực, 2 là phẩm chất, 2 gạch đầu dòng. Thì đều được cả các thầy cô nhá. 2 cách soạn đều được cả. Đấy, về xác định yêu cầu cần đạt như vậy nhá. Thứ hai, các đồ dùng dạy học, mình xác định đồ dùng dạy học. Chứ mình, đây, đồ dùng dạy học thì thầy cô xác định học liệu chính để dạy học nó là cái gì. Đấy, rồi đấy là sách giáo khoa, sách giáo viên vân vân. Đấy, thứ hai nữa là học liệu phụ trợ, là tranh ảnh, video gì đó. Thầy cô lưu ý là bài nào chúng ta cũng lại viết là tranh ảnh rồi video rồi những cái gì gì đó, bài hát vân vân thì không nên. Chúng ta thử xem cái học liệu phụ trợ ấy nó gắn với bài nào, chúng ta kể cụ thể ra. Đấy, tôi nói ví dụ như là vẫn, tôi lấy ví dụ bài 1 đấy. Video bài hát biết ơn chị Võ Thị Sáu. Thầy cô có thể dùng bài hát khác thì ghi tên bài hát khác vào. Vì biết ơn người có công với quê hương đất nước nhiều lắm, biết ơn Bác Hồ Chí Minh chẳng hạn thế. Thầy cô sử dụng bài hát nào thì viết bài hát đó vào. Rồi tranh ảnh, không viết tranh ảnh chung chung, mà ví dụ ở đây các thầy xem, thầy cô xem ngay trong thông tư 37 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thông tư này là thông tư về danh mục thiết bị học liệu tối thiểu. Đấy, thì họ có ghi cái gì? Đấy, đây là có ghi là tranh học sinh thăm hỏi gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng vân vân. Đấy, thì có cái tranh đó, nếu có tranh đó cho vào. Mà từ lúc thầy cô sử dụng câu chuyện nào thêm vào, thầy sư cô sử dụng những cái ca dao tục ngữ gì, dùng cái gì đó ghi thêm vào nữa. Đấy, thì ghi cụ thể gắn với cái bài đó. Tiếp theo, máy tính, máy chiếu. Ở trong sách giáo viên chúng tôi viết ra mở ngoặc ra là nếu có. Còn ở đây thầy cô có cái gì thì cô ghi cái đó vào. Thầy cô ạ. Đấy. Đấy là sẽ đồ dùng dạy học.
Và tôi lưu ý là cái này chỉ cần có thể là bỏ cái gạch đầu dòng thứ hai đi, vì nó là học liệu, nó thuộc học liệu, chúng ta chỉ xuống dòng thôi. Có hai cái gạch đầu dòng, một là gạch về học liệu, hai là thiết bị dạy học, thế là được. Và đấy là đồ dùng dạy học. Tiếp theo cái thứ ba nữa là trong mỗi một hoạt động, thầy cô nhá, thầy cô soạn xong thầy cô xác định là ở tiết 1 thầy cô gạch ngang, chẳng hạn như ở tiết 1 thì viết ở giữa, xong rồi xem là tiết 1 đấy thực hiện những cái hoạt động gì, xong hết tiết 1 đến gạch đi gạch ngang ra, xong đến tiết 2 hoạt động gì. Thì mỗi một hoạt động học ấy thì thầy cô lưu ý có 4 bước đúng theo tinh thần công văn nhá. 4 bước: một là chuyển giao nhiệm vụ học tập, hai là thực hiện nhiệm vụ, ba là trình bày kết quả và thảo luận, bốn là nhận xét đánh giá. Vâng, vậy thì bước một là chuyển giao nhiệm vụ học tập ấy thì xin lỗi, bước một chuyển giao nhiệm vụ học tập thì thầy cô đấy là ai chuyển giao? Đó là giáo viên chuyển giao, thì nó phải tường minh và nó thể hiện được phương pháp, thể hiện được nội dung, thể hiện được sự hấp dẫn, và bốn cái này nó phải link với nhau rất chặt chẽ. Đó là gì ạ? Ví dụ giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát video, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi, ghi câu hỏi. Đấy, học sinh tiếp nhận nhiệm vụ xong. Đấy là chuyển giao nhiệm vụ học tập, mà cái này là nhiệm vụ chính, là thuộc về giáo viên. Đấy. Vâng, thứ hai nữa là tổ chức thực hiện nhiệm vụ học tập. Thì thực hiện nhiệm vụ học tập đây thì có học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập là chính. Chỗ này là từ bắt đầu đầu tiên chuyển giao nhiệm vụ là giáo viên nhá. Thứ hai thực hiện nhiệm vụ là học sinh. Đấy. Thì học sinh thực hiện nhiệm vụ này thì là ví dụ như là khi giáo viên giao nhiệm vụ như thế thì học sinh làm gì ạ? Học sinh quan sát video, thảo luận nhóm đôi, ghi kết quả thảo luận vào nháp hoặc phiếu học tập, vân vân. Đấy nhá. Thế là giáo viên làm gì? Đấy, chỗ này có hai cái ý. Giáo viên làm gì? Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh hoặc là nhóm gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Đấy, thế là giáo viên nhá. Tiếp theo bước thứ ba, tổ chức trình bày kết quả và thảo luận. Vậy thì ai tổ chức? Giáo viên tổ chức nhá. Phần lớn là giáo viên tổ chức nhá. Đấy, trình bày kết quả. Thì vậy thì giáo viên ai trình bày kết quả? Học sinh trình bày kết quả. Vậy thì làm giáo viên làm gì? Giáo viên mời đại diện một hai nhóm, hoặc là mời học sinh trả lời câu hỏi, hoặc mời đại diện một hai nhóm trình bày kết quả thảo luận. Đấy. Tiếp theo có cái chữ và thảo luận. Chỗ này thảo luận là nhận xét về cái kết quả thảo luận mà các bạn đã trình bày nhá, nhận xét về cái kết quả mà các bạn đã thực hiện nhá. Vâng, và thảo luận học các học sinh khác lắng nghe này, nhận xét này, bổ sung ý kiến này. Vâng, và nêu câu hỏi phản biện. Đấy nhá. Đấy, cái bước thứ ba là như vậy. Đấy. Tiếp theo bước thứ tư, nhận xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ học tập. Bước thứ tư như vậy. Vâng, vậy thì ai nhận xét? Chỗ này đến giáo viên đây này. Ở cái bước thứ ba này có cái thảo luận, là có đã có cái nhận xét rồi, phải thảo luận rồi đấy nhá, của học sinh rồi nhá, cái đánh giá đồng đẳng ở đây rồi. Bước được bước thứ tư là giáo viên. Giáo viên nhận xét thì nhận xét cái gì ạ? Nhận xét về tinh thần, thái độ thực hiện nhiệm vụ của học sinh này, và đánh giá về cái kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá cái sản phẩm học sinh thực hiện này, câu trả lời ấy như thế nào này, sản phẩm học tập, sản phẩm thảo luận ra làm sao này. Đấy, nhận xét này. Như vậy chúng ta thấy này, có nhận xét, có hai cái nhận xét: một là nhận xét về tinh thần, thái độ; hai là nhận xét về cái sản phẩm học tập, cái việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, và giao nhiệm vụ gì, nhận xét về nhiệm vụ ấy, và định hướng, và cuối cùng là định hướng cho cái sản phẩm đúng, cái sản phẩm hợp lý nhất. Nghĩa là nếu câu hỏi ấy, thì về cái câu trả lời nó sẽ là cái gì, gạch, chúng ta không viết toàn bộ câu trả lời nhưng mà gạch cái ý chính của câu trả lời đó ra. Đấy, thì đấy là 4 bước. Vậy thì với 4 bước này các thầy cô có thể viết tên đầy đủ của 4 bước, có thể chỉ cần 4 cái gạch đầu dòng là được, chỉ 4 gạch đầu dòng. Đấy, tiếp theo nữa, việc soạn thầy cô lại hỏi là vậy thì kẻ làm mấy cột, vẫn hỏi điều đó. Tôi lại nói lại là kẻ hay không kẻ đấy là việc của thầy cô. Từ trong truyền thống là các thầy cô vẫn kẻ cột. Vậy bây giờ kẻ cột cũng không sao cả. Và chúng tôi khi soạn kế hoạch bài dạy chúng tôi cũng kẻ cột. Nhưng mà nếu không kẻ cột, các thầy cô gạch 4 gạch đầu dòng, lui vào một chút, là nhìn thấy sáng tỏ là được. Miễn là sao mình nhìn thấy sáng rõ, mình thực hiện được các nhiệm vụ ấy, học trò thực hiện được cái nhiệm vụ ấy là được. Không nhất thiết là phải kẻ cột hay không kẻ cột.
Vâng, sau đây thì tôi sẽ chiếu để các thầy cô nhìn về một số cái kế hoạch bài dạy. Vâng, thầy cô có thể nhìn kế hoạch bài dạy ạ. Đây, yêu cầu cần đạt thế này ạ. Thầy cô nhìn này ạ, đồ dùng để học. Đây, chúng tôi, thầy cô quan sát ạ. Hoạt động dạy học thì chúng tôi đây này, chúng tôi chia cái viết như thế này ạ, cũng vẫn chúng tôi vẫn chia là hoạt động giáo viên, hoạt động học sinh, nhưng thầy cô hoàn toàn, thầy cô nhá, thầy cô hoàn toàn có thể không kẻ cột, thầy cô đẩy sang là thứ nhất là hoạt động chuyển giao nhiệm vụ, thứ hai là hoạt động gì ạ, thực hiện nhiệm vụ, thứ ba như tôi vừa mới chia sẻ. Vâng, đấy nha, hoạt động khám phá cũng tương tự như vậy. Chúng tôi cũng gợi ý rõ là đọc thông tin và trả lời câu hỏi là mấy phút, thực hiện những nhiệm vụ ra sao. Vâng, thầy cô quan sát đây, xong rồi bắt đầu chốt kiến thức. Chúng tôi vẽ thành sơ đồ để các thầy cô có thể vẽ sơ đồ tư duy. Vâng, vâng, và tiết 3 như vậy. Vâng, và cuối cùng là chúng tôi để cái điều chỉnh sau bài dạy, thì cái này là chúng tôi không chưa ghi cái gì cả đâu các thầy cô ạ. Thầy cô sẽ có cái điều chỉnh sau bài dạy như thế nào, sau khi dạy xong rồi thầy cô sẽ thấy có những vấn đề cần phải điều chỉnh ra sao, thầy cô rút kinh nghiệm ghi vào đó. Thế còn lại thế này này, cái củng cố dặn dò có cần không, thì ở một số địa phương nói rằng là cũng không cần phải củng cố dặn dò. Nhưng ở đây thì tùy các thầy cô nha, nhưng mà chúng tôi vẫn cứ cho thêm một chút xíu vào đấy để mà gì ạ, để mà gói ghém lại những gì các em đã học và dặn các em là cần phải thực hiện những điều đó trong cuộc sống ra làm sao. Vâng, và về và sau đấy thì tiết sau chúng ta sẽ làm tiếp cái vấn đề gì. Đấy là chúng tôi chia như thế. Vâng. Vâng, thì chúng tôi cũng những cái bài khác cũng tương tự thế thầy các thầy cô nhá. Vâng. Thế có được không? Các thầy cô có thắc mắc gì không ạ? Có hỏi gì ở chỗ này không ạ? Vâng. Tôi nói lại với các thầy cô là soạn kế hoạch bài dạy chúng tôi soạn khá là kỹ. Nhưng mà trên thực tế thế này này, độ dài ngắn của kế hoạch bài dạy nó còn phụ thuộc vào các thầy cô nhé. Đó là các thầy cô trẻ mới ra trường ấy, thì thầy cô phải soạn dài chứ, soạn kỹ chứ. Không có là mình lên trên lớp mình cũng biết mình nói cái gì thì có cái giáo án, có cái kế hoạch bài dạy làm điểm tựa. Thầy cô ạ. Link để lấy học liệu môn đạo đức ạ. Em cóp, chúng tôi sẽ cóp vào luôn để các thầy cô lấy mở cái link ấy nha nhá. Vâng. Có hết rồi các thầy cô nhá. Tất cả các bài. Đấy. Nhưng mà tôi nói lại nhá. Tôi nói lại là đấy chỉ là một trong những phương án. Chỉ là những một trong phương án còn lại, và phương án mang tính gợi ý để các thầy cô sáng tạo trong quá trình dạy học thôi, chứ không phải là tất cả thầy cô nhá. Vâng, và chúng tôi sẽ copy sang cho thầy cô ạ. Tôi nói lại này, kẻ cột hay không kẻ cột là tùy thuộc thầy cô làm thế nào cho nó sáng rõ để nhìn thấy và được thực hiện được các hoạt động cho nó tốt. Thứ hai nữa là thầy cô soạn dài hay ngắn là tùy thuộc các thầy cô. Giáo viên trẻ mới ra trường mà còn khó khăn thì giáo viên đây chúng tôi đã cóp rồi nha. Có giáo viên sử dụng có được không ạ? Ôi thì không sử dụng được thì chúng tôi soạn mà làm gì? Đường link em có. Vâng, thầy cô vào cái link đó nhá. Đấy. Link này thầy cô vào. Đấy. Thầy cô vào là có ngay, có tất cả đấy nhá. Đấy. Thầy cô copy lại cái link ấy. Vâng. Tôi nói lại là sử dụng được chứ. Sử dụng được nhưng mà thế này. Nhưng mà vẫn có sự sáng tạo của thầy cô vào đây. Là thầy cô sẽ thấy là ở
Nếu mà chúng tôi làm hết rồi thì thầy cô cũng chỉ có lên lớp dạy thôi à? Và như vậy không còn mà mang tính đổi mới, không còn mang tính sáng tạo nó đâu, mà lại dập khuôn máy móc. Thế thì từ đây là gợi ý nhá, gợi ý nhưng gợi ý khá chi tiết. Vậy thì các thầy cô từ cái kế hoạch bài dạy này là sẽ điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với địa phương thầy cô, phù hợp các vùng miền các thầy cô, để làm sao dạy cho nó tốt nhất, nó hiệu quả nhất thầy cô nhá. Chứ đừng cô đừng có nghĩ rằng là cứ với như cứ như thế mà dùng. Vâng. Và cô đã trả lời rất rõ rồi. Và các thầy cô có hỏi gì về cái kế hoạch bài dạy này đâu không ạ? Vâng. Đã, tôi đã chia sẻ rất rõ với thầy cô rồi. Có thầy cô hỏi là thưa cô thì soạn giáo án có cần viết thành câu hay không? Viết thành câu hay không là tùy các thầy cô nha. Tùy thầy cô. Nhưng mà theo tôi thì không nhất thiết phải viết thành câu, mà chúng mình sẽ gạch cái gạch đầu dòng, xong mình viết những cái ý rất cơ bản thôi, cho cái kế hoạch bài dạy của mình nó ngắn lại. Chứ có nhiều khi một kế hoạch bài dạy của mình nó dài dằng dặc một tiết. Tôi đã xem cái kế hoạch bài dạy của một giáo viên mà một tiết mà 15 trang. Tốn đấy lắm. Vâng thầy cô ạ. Vâng. Kế hoạch bài dạy tôi chuyển rồi nha thầy cô nha. Thì tôi chuyển link ấy, cứ thế mở cái link ấy là có đủ các thứ nhá. Tiếp theo nữa tôi hỏi một chút là các thầy cô soạn giáo án phải nộp bản cứng hay bản mềm ạ? Bản cứng hay bản mềm thầy cô? Cứng mềm chỉ cần gõ một chữ thôi, một từ thôi. Bây giờ vẫn theo tiết nộp kế hoạch bài dạy soạn nộp theo bản mềm cả hai, cứng mềm. Vâng, rồi rất cảm ơn các thầy cô. Một vài nơi còn phải nộp bản cứng. Thế này ạ, tôi lại chia sẻ tiếp là này, nộp thì nộp bản mềm, không cái này nộp ở đâu ấy thì là tùy các địa phương. Nhưng bây giờ số hóa tất rồi, thế thì các thầy cô lưu bản mềm mà đẩy lên Google Drive thì nó chẳng bao giờ nó mất được. Đẩy vào mail của mình Google Drive nó không mất được là một. Thứ hai nó nộp bản mềm như thế quản lý nó dễ hơn, đánh số nó dễ hơn, rất thuận lợi, kiểm tra thanh tra chỉ gõ vào sớt cái là ra ngay, không phải nặng nề, đỡ tốn kém. Tuy nhiên thì thầy cô có một cái cuốn bản cứng thì tốt hơn. Để làm gì ạ? Vâng, vẫn kiểm tra thanh tra cũng chẳng sao cả, nhưng mà để mà nhớ mất điện, nhớ cái này nhớ cái kia thì hoàn toàn chúng mình có cả cứng và mềm, nó thuận lợi hơn thầy cô nhỉ. Và đấy, còn nộp mà quản lý bằng bản mềm, quản lý bằng giáo án điện tử tất tật những thứ hay khác thì nó sẽ thuận lợi hơn cho cả người quản lý và cho cả giáo viên, nó đỡ nặng nề. Vâng, thế là được chưa các thầy cô? Vâng, cảm ơn các thầy cô. Thế bây giờ các thầy cô có hỏi gì ở chỗ này đúng không ạ? Ở vấn đề này đúng không? Vâng, kính mời thầy cô, thầy cô hỏi gì? Thầy cô trao đổi thoải mái, xong sau đó chúng ta sang phân tích kịch tiết dạy những hoạt động dạy học. Có chữ ký số rồi đấy, đăng ký chữ ký số được mà thầy cô. Rồi thầy cô không hỏi gì nữa gì. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Những sự tương tác rất rất tích cực của thầy cô chúng tôi đã lưu lại. Vâng, thì bây giờ chúng mình sẽ trước khi xem video về phần dạy minh họa, tôi phải nói với các thầy cô như sau. Vâng, kính mời thầy cô mở cho tôi bài 2 trang 13. Thầy cô mở bài 2 trang 13 nhá. Tôn trọng sự khác biệt của người khác. Đây là một bài mới, một bài khá là khó dạy trong chương trình nhưng lại vô cùng cần thiết. Vô cùng cần thiết với học sinh trong cái thời đại toàn cầu hóa này. Trong một tinh thần khoan dung văn hóa của xã hội hiện đại, để tránh những cái gọi là bạo lực học đường vân 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 vân. Chúng tôi chọn cái bài này, này với ý nghĩa như thế nhá. Vâng. Và tôi phải nói lại là thưa các thầy cô, ở đây không phải là tiết dạy minh họa đâu, ghi đây tôi phải sửa lại hoạt động dạy minh họa nhá. Vâng, tôi sẽ sửa lại cái chỗ này, phân tích video hoạt động dạy minh họa. Thế thì
Hoạt động dạy minh họa này nó không phải trọn vẹn một tiết, mà chỉ là những hoạt động mang tính chất demo, mang tính chất tiêu biểu thôi, để mà các thầy cô thấy tổ chức hoạt động, một hoạt động khởi động nó là như thế này, khám phá, một hoạt động khám phá như thế này, thế thôi. Vâng, vậy thầy trước, vậy thầy cô quan sát, sau đó thầy cô tóm tắt cách tiến hành hoạt động, họ giáo viên đã sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học như thế nào, học sinh ra sao, và có được hay không, thầy cô nhận xét, thầy cô ok không. Sau đó tôi sẽ hỏi để các thầy cô chia sẻ về về việc mà các thầy cô có thể sáng tạo như thế nào từ hoạt động khởi động mà giáo viên thực hiện. Vâng, trước khi xem video, cho tôi được gửi lời cảm ơn cô giáo và trường tiểu học Nghĩa Tân của Hà Nội. Giáo viên và nhà trường đã vô cùng nhiệt tình để chúng tôi có được những một cái video mà có những cái hoạt động dạy minh họa rất là có ý nghĩa. Đấy, để có thể có sức lan tỏa với giáo viên toàn quốc. Và chúng ta bắt đầu xem ạ. Xem, chúng ta xem từng hoạt động một ạ. Kính mời các thầy cô. Tôi ạ. Xin chào tất cả các con. Để bắt đầu tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng gặp lại một người bạn quen thuộc. Đó là ai? Chúng mình hãy cùng chờ xem nhé. Xin chào Pikachu. Xin chào các bạn. Năm nay tài năng, mời bạn tham gia trò chơi thú vị. Bạn ấy là ai? Bạn nào thật tài? Người đoán ra được. Một trò chơi thật là thú vị phải không nào? Các con có muốn tham gia không? Có. Nào, Pikachu ơi, luật chơi như thế nào vậy? Trên màn hình sẽ xuất hiện bài vẽ nói về ngoại hình, tính cách, sở thích, sở trường của một số bạn trong lớp. Nhiệm vụ của các bạn là hãy đoán xem người bạn đó là ai. Mỗi câu trả lời đúng, các bạn sẽ nhận được một tràng pháo tay. Nếu trả lời chưa đúng, các bạn sẽ nhường quyền trả lời cho bạn khác. Các bạn đã sẵn sàng chơi chưa? Sẵn sàng! Chúng mình hãy cùng đoán xem người bạn đầu tiên là ai nào. Hay đeo kính cận lại rất đa tài, hát ca nhảy múa cùng biết chẳng thua, thường danh toàn diện là ai, là ai? Nào, bạn nào đã đoán ra được rồi? Cô mời Minh Đăng nào. Con thưa cô là bạn Chí Thiện ạ. Chúng mình hãy cùng xem đáp án của cô. Bên lăng Ba Khổ có đôi khóm tre ngà, đón gió đâu về mà đu đưa, đu đưa. Xin chào các bạn, tớ là Chí Thiện đây. Rất vui vì các bạn đã đoán ra tớ. Một đáp án rất là chính xác rồi đấy. Tiếp theo sẽ là người bạn nào đây nhở? Chúng mình hãy cùng chờ xem. Tớ lại đố thêm một bạn tóc dài, hát hay múa dẻo, vở sạch chữ đẹp, luôn được cô khen, bạn nào đấy nhỉ? Nào, cô mời Kiên Cường. Con thưa cô, là bạn Khánh Vi ạ. À, chúng mình cùng chờ xem đáp án. Xin chào các bạn, tớ là Khánh Vi đây. Xin chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách của tôi. Chúc cho tập thể lớp 5C có một tiết học đầy lý thú. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Cô thấy các con đã tham gia vào trò chơi rất là tích cực. Không những thế, chúng mình còn biết dựa vào những đặc điểm riêng biệt của mỗi bạn để đoán ra được đó là người bạn nào rồi đấy. Cô khen cả lớp chúng mình. Các con ạ, nét riêng của mỗi bạn về ngoại hình, tính cách hay sở thích cũng chính là những điểm khác biệt của bạn ấy so với những bạn khác. Vậy, khi mọi người có những điểm khác biệt, chúng ta cần có cách ứng xử như thế nào? Và vì sao chúng ta cần phải làm như vậy? Cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay, tôn trọng sự khác biệt của người khác. Các con ạ, mỗi người là một cá nhân khác. Các thầy cô là tôi để quá nhiều màn hình vì lớp hôm nay rất là đông, cho nên là chữ nhỏ tôi không đọc được hết nhá. Nhưng mà nhìn chung các thầy cô khen là hay. Nhưng mà một ý kiến rất là hay đó là
Việc mà quay video của các bạn học sinh trong lớp để mà đưa lên như thế rất rất mất thời gian. Đấy. Vâng. Vâng, đa phần là khen. Được, đa phần là khen hay. Khen cô giáo xinh, hoạt động phù hợp và rất là tuyệt vời. Học sinh tốt, học sinh hào hứng, học sinh tương tác tích cực. Đấy. Toàn là khen. Ừ, khen là chính. Vâng, ở đây tôi dừng lại nha. Tôi dừng lại chỗ này để tôi phân tích với các thầy cô nha. Cái thứ nhất là về cơ bản. Vâng, trước hết tôi chia sẻ một chút về cái hoạt động khởi động này. Hoạt động này giáo viên sử dụng phương pháp trò chơi và dùng một nhân vật trung gian để mà giới thiệu về luật chơi. Nhân vật trung gian đó là Pikachu. Và giới thiệu luật chơi, tổ chức cách chơi như thế nào. Và sau đó thì các em xem video về một hình ảnh một số bạn trong lớp để đoán xem bạn đó là ai. Rồi từ đó giáo viên dẫn vào bài học. Hoạt động về cơ bản là hay. Nhưng mà một số thầy cô nói có ý kiến rất là hay đó và rất thẳng. Đó là việc tổ chức như bình thường thì khó. Vâng, nhân đây tôi cũng phải chia sẻ cùng với thầy cô. Thứ nhất là trường tiểu học Nghĩa Tân là một trường mà có điều kiện. Vâng, và giáo viên cũng cùng với lại ban lãnh đạo nhà trường đầu tư rất nhiều cho việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học. Vâng, và không phải chỉ một tiết học này mà các tiết học khác thì giáo viên đều làm như thế. Cho nên đấy là cái thuận lợi của trường. Và khi quay một tiết dạy minh họa như này, chúng tôi cũng vẫn cố gắng vươn tới cái gọi là lý tưởng. Vâng, và cái lý tưởng ấy thì giáo viên đã làm được. Và cái này đấy là cái cách chúng ta khát khao làm cho tương lai, cho cả đất nước trong, cả nước trong tương lai. Vâng, và khi dạy là vươn tới cái điều đó là cái điều mà rất là tốt và vất vả ban đầu nhưng sau này tốt hơn. Tuy nhiên thì đó là sự vất vả, đầu tư công phu và vất vả. Nếu như một ngày chúng ta dạy nhiều, làm thế thì hay, phải làm như thế tuyệt vời, học sinh rất thích rồi. Nhưng nếu một ngày chúng ta dạy nhiều tiết, nhiều môn thì đấy là cái điều khó cho chúng ta. Vươn tới cái lý tưởng bao giờ cũng khó. Vậy, thưa các thầy cô sẽ có cách khác không mất nhiều thời gian như thế mà vẫn rất hiệu quả. Đó là cách gì? Kính mời các thầy cô. Mời thầy cô cho ý kiến ạ. Hàng ngày tôi cũng thực hiện được. Vâng, đúng rồi. Đấy, thầy cô cho ý kiến. Tốt và cái hiệu quả nhưng làm như vậy thì vất vả. Không áp khó áp dụng đại trà. Đấy, chúng ta sẽ vươn tới, cái đó là cái lý tưởng mà chúng ta sẽ phải vươn tới. Và nhiều chỉ một số trường đã làm được. Vậy thì nếu hàng ngày các thầy cô dạy hàng ngày thì các thầy cô sẽ làm như thế nào? Vâng, kính mời thầy cô. Vâng, có ý kiến cho rằng thay video bằng thơ hoặc câu đố. Vâng ạ, rất hay. Một học sinh đứng lên luôn nếu đúng. Thế nào được rồi, cũng không cần thiết phải quay video. Vâng, rồi ạ. Một ý kiến cho học sinh mô tả là xong sau đó là các em đoán xem tên bạn đó là ai. Cho học sinh giới thiệu về sở thích, sở trường của mình. Được rồi. Đấy. Gắn thêm tên học sinh và một bạn nên nói về những nét riêng của bạn đó để học sinh trong lớp biết được. Vâng, rất nhiều, rất nhiều. Vâng, đến đây này các thầy cô cực kỳ sôi nổi. Xin lỗi là các thầy cô là nếu như tôi cũng đọc hết các ý kiến thì các thầy cô cũng thông cảm. Những ý kiến của thầy cô tuyệt vời. Thế thì ở đây tôi tóm lại một có mấy ý như sau. Là cái thứ nhất ý, là các thầy cô có thể... Vâng, đây tôi vẫn phải nói lại, đây là hoạt động rất là lý tưởng. Và trường tiểu học này làm được như thế. Và không phải chỉ mỗi tiết học này, không phải mà các tiết học khác. Và không phải chỉ môn này mà các môn học khác đều làm như thế. Nhưng với toàn quốc, với đại trà thì hơi khó cho thầy cô. Vậy thì hoàn toàn các thầy cô làm như thế nào ạ? Đấy, một số ý kiến của thầy cô này này. Đó là gì ạ? Một ý kiến rất hay đó là cho học sinh nên bốc thăm tên của một số bạn, sẽ thấy ở trong thăm mấy tên của một số bạn, một bạn nào đó trong lớp. Thì cái bạn nên bốc thăm ấy sẽ phải dùng những động tác hoặc lời nói để mô tả để cho các bạn khác trong lớp đoán xem bạn đó là ai. Đấy. Đây là một cái cách cực kỳ hay đấy ạ. Cách thứ hai nữa là mời một số học sinh ở lớp lên chia sẻ về những cái đặc điểm của mình và cho các bạn khác trong lớp
bày tỏ ý kiến, nhận xét về, bày tỏ cái suy nghĩ của mình về những cái đặc điểm đó ra sao. Đấy là cách thứ hai. Cách thứ ba nữa là có thể tổ chức trò chơi là hãy tìm cô giáo cho một số cái đặc điểm mà các em sẽ tìm về những em mà có những đặc điểm như thế nào, như thế thì sẽ bị tìm về nhóm đó. Và các bạn khác nhận xét. Đấy. Đấy là một cách. Cách thứ tư nữa là giáo viên có thể cho một trường hợp, một tình huống nào đó, ngay từ đầu đã đưa một tình huống về một sự khác biệt và hỏi trong lớp các em có suy nghĩ, có cảm nhận gì. Để từ đó giáo viên nói rằng tất cả những sự khác biệt ấy cần phải được, những sự khác biệt này cần phải được tôn trọng trong một cái vân 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 vân. Đấy, ví dụ thế nhá. Thế thì có nhiều cách thầy cô nhỉ. Mà cảm ơn các thầy cô. Cảm ơn các bạn, các thầy cô. Như vậy hoạt động khởi động các thầy cô đánh giá là tốt. Vâng, và với hoạt động đại trà thì chúng ta có nhiều cái cách khác nhau. Sau đây chúng ta, trước khi xem hoạt động khám phá thì tôi cũng chia sẻ cùng với thầy cô. Trong bài này có hai hoạt động khám phá. Chúng tôi chỉ lựa chọn một hoạt động thôi, là tìm hiểu một số biểu hiện tôn trọng sự khác biệt thôi. Đấy, còn lại trang 15 tìm hiểu vì sao phải tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người thì cái đấy là chúng tôi thôi để cho các thầy cô tự tìm cái phương án dạy. Chúng tôi chỉ minh họa một thôi, demo một thôi nha. Kính mời các thầy cô ạ. Mỗi người là một cá nhân khác biệt, có người cao, người thấp, người tự tin, người nhút nhát, hay hoàn cảnh sống của mỗi người cũng đều khác nhau. Chúng mình cần phải tôn trọng những điểm khác biệt đó. Vậy biểu hiện tôn trọng sự khác biệt là gì? Sau đây cô mời các con sẽ cùng đọc thầm các trường hợp trong sách giáo khoa trang 13, 14 trong 1 phút để tìm hiểu rõ hơn về biểu hiện tôn trọng sự khác biệt. Mời các con. Trên màn hình là tranh minh họa của các trường hợp. Các con hãy cùng quan sát và thảo luận trong nhóm 4 để thực hiện những yêu cầu sau. Cô mời một bạn đọc giúp cô yêu cầu nào. Cô mời Hương Giang. Con thưa cô, con đọc. Mỗi trường hợp bên nói về sự khác biệt giữa mọi người ở các khía cạnh nào? Nêu biểu hiện tôn trọng sự khác biệt của người khác trong mỗi trường hợp. Để thực hiện được yêu cầu này, mỗi nhóm sẽ thảo luận một trường hợp. Sau đây, cô mời bạn lớp trưởng sẽ lên bấm nút để lựa chọn ngẫu nhiên các trường hợp dành cho mỗi nhóm. Mời con. Cảm ơn con. Như vậy là chúng ta thấy với trường hợp A là của nhóm vui vẻ, kiên trì, trường hợp B của nhóm chăm chỉ, hòa đồng, nhóm tự tin, dũng cảm sẽ thảo luận trường hợp C và trường hợp D là của các nhóm còn lại. Nào, bây giờ cô mời các bạn nhóm trưởng hãy lên nhận các trường hợp của nhóm mình. Nhóm trưởng sẽ điều hành thảo luận của các nhóm, đưa nhiệm vụ cho mỗi thành viên tìm và ghi câu trả lời vào ô của mình. Nhóm trưởng sẽ thống nhất ý kiến, tổng hợp kết quả và ghi vào ô trung tâm của bảng phụ. Thời gian dành cho các con là 5 phút. 5 phút bắt đầu. Thời gian của chúng mình đã hết rồi. Cô cũng đã kịp chụp bài của một số nhóm. Bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe các bạn trình bày phần thảo luận của mình nhé. Với trường hợp A. Trường hợp A, Hải có cơ thể mập mạp nên khi được các bạn gọi vào sân đá bóng, bạn sợ mình sẽ không nhanh, sẽ khiến đội bị thua. Thấy vậy, mình động viên. Đừng lo, bạn có thể di chuyển không nhanh, nhưng lại có khả năng tranh chấp bóng tốt hơn chúng tớ đấy.
Với trường hợp này, cô muốn mời đại diện của nhóm vui vẻ nào. Con xin trình bày kết quả thảo luận của nhóm con. Theo nhóm con, ở trường hợp A, bạn Thái có cơ thể mập mạp khác biệt với các bạn khác về ngoại hình. Biểu hiện tôn trọng sự khác biệt là minh, động viên và không chê bai ngoại hình của Thái. Nào, hãy cho ý kiến về phần trình bày của bạn. Cô mời Hoa nào. Con thưa cô, con cũng đồng tình về ý kiến của nhóm bạn ạ. À, cảm ơn con, cảm ơn nhóm vui vẻ. Cô cũng đồng tình về ý kiến của các con đấy. Như vậy là ở trường hợp A, sự khác biệt của mọi người được thể hiện ở ngoại hình. Và biểu hiện tôn trọng sự khác biệt ở đây đó là không chê bai ngoại hình của người khác cũng như động viên người khác. Thế còn trường hợp B thì sao nhở? Chúng mình hãy cùng lắng nghe nhé. Trường hợp B, lớp A có một bạn bị khuyết tật ở chân, phải ngồi xe lăn. Nhưng điều đó không cản trở việc bạn hòa nhập với các bạn khác trong lớp. Các bạn cũng thường xuyên chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ. Với trường hợp này, cô muốn mời đại diện của nhóm chăm chỉ. Con thưa cô, ở trường hợp này, bạn lớp Nga bị khuyết tật ở chân, phải ngồi xe lăn nên có sự khác biệt về hoàn cảnh. Việc Nga và các bạn chơi đùa vui vẻ và thân thiết cùng bạn có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình đã thể hiện sự chia sẻ và cảm thông. À, các con có nhất trí với ý kiến của bạn không? Có. Con có câu hỏi dành cho các bạn. Đồng ý, mời con. Các cậu có đồng tình với việc làm của Nga và các bạn trong lớp không? Vì sao? Tớ đồng ý với việc làm của Nga. Tuy bạn nhỏ không may mắn bị khiếm khuyết, nhưng Nga và nhiều bạn trong lớp luôn yêu thương bạn nhỏ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn ý kiến của tất cả các con. Cô cũng đồng tình với những ý kiến này. Ở trường hợp này, có sự khác biệt về hoàn cảnh. Vì vậy, chúng ta cần phải cảm thông, yêu thương, chia sẻ với những bạn nhỏ kém may mắn hơn mình. Thế còn trường hợp C thì sao nhở? Chúng mình hãy cùng nghe lại nhé. Trường hợp C, trong chuyến du lịch ở vùng cao, Hoa chăm chú nhìn các bạn người dân tộc thiểu số và nói với mẹ: con thấy các bạn kia ăn mặc lạ lắm mẹ. Nghe mẹ giải thích về mỗi dân tộc đều có nét đặc trưng riêng về trang phục, Hoa vui vẻ nói: con hiểu rồi ạ, con đến làm quen và hỏi thêm về trang phục của các bạn mẹ nhé. Nào, cô muốn nghe phần trình bày của nhóm xúc cảm, mời nhóm con. Con thưa cô, bạn Hoa đã thấy trang phục của các bạn vùng thiểu số. Đây là sự khác biệt về dân tộc. Hoa đã mong muốn làm quen với các bạn và tìm hiểu thêm về trang phục truyền thống của các bạn dân tộc vùng thiểu số ạ. Cảm ơn con. Bạn nào có ý kiến bổ sung cho nhóm bạn nào? Cô mời Nam Dương. Con thưa cô, con thấy bạn nào cũng đã thể hiện sự tôn trọng đối với các bạn dân tộc khác ạ. Cô cũng đồng tình với ý kiến của tất cả các con. Các con ạ, trên đất nước ta có 54 dân tộc. Mỗi dân tộc lại có phong tục, tập quán, trang phục đặc trưng riêng. Vì vậy, chúng ta cần làm quen, tìm hiểu về những phong tục tập quán đó. Đồng thời, chúng ta cũng nên tôn trọng những bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Nào, thế còn trường hợp D thì sao? Chúng mình hãy cùng lắng nghe nhé. Trường hợp D, lớp 5A tổ chức đại hội thi đội. Thấy vậy, Huy băn khoăn không biết nên bầu cho bạn Nga hay bạn nữ làm thi đội trưởng. Luân gợi ý, nam hay nữ đều có thể làm thi đội trưởng, miễn là bạn đó gương mẫu, tích cực với hoạt động của lớp. Ở trường hợp này, cô muốn mời nhóm thật hà? Con thưa cô, nhóm con nhất trí trường hợp này nói đến sự khác biệt về giới tính. Vì chúng con thấy khi bầu chi đội trưởng, luôn không phân biệt đó là bạn nam hay bạn nữ, miễn sao bạn ấy gương mẫu và có trách nhiệm là được. Mời các bạn nhận xét về phần trình bày của nhóm tớ. Tớ mời bạn Giang nào. Tớ đồng ý về ý kiến của cậu, nhưng tớ lại mong muốn các bạn nữ làm chi đội trưởng hơn, vì các bạn nữ sẽ làm tỉ mỉ và có trách nhiệm hơn. Còn bạn nào có ý kiến nữa không? Tớ mời bạn Dương nào. Tớ thích các bạn nam làm chi đội trưởng vì các bạn ấy xông xáo, có sức khỏe tốt, sẽ giúp đỡ được nhiều việc cho lớp. Cảm ơn các cậu, tớ cũng đồng ý với những ý kiến đó. Con mời ý kiến từ cô ạ. Cô hoàn toàn nhất trí với ý kiến của tất cả các con. Vậy là chúng mình đã đưa ra được rất nhiều những ý kiến riêng rất là thuyết phục rồi đấy. Tuy nhiên, các con cũng đều thấy rằng dù là bạn nam hay bạn nữ thì cũng đều có những ưu điểm riêng. Vì vậy, trong hoàn cảnh nào, chúng mình cũng không nên phân biệt đối xử với các bạn ấy. Cô thấy các con đã thực hiện được yêu cầu của cô rất là tốt rồi đấy.
các con đã tìm được những biểu hiện về tôn trọng sự khác biệt. Vào tiết hướng dẫn học, các con hãy chia sẻ những kết quả thảo luận của nhóm mình cho các bạn cùng tham khảo nhé. Qua 4 trường hợp chúng mình vừa tìm hiểu, các con hãy cho cô biết sự khác biệt được thể hiện ở những khía cạnh nào. Cô mời Minh Anh nào. Con thưa cô, sự khác biệt được thể hiện ở ngoại hình, hoàn cảnh, dân tộc và giới tính ạ. Tốt lắm. Thế theo các con, những biểu hiện tôn trọng sự khác biệt ở đây là gì? Cô mời Linh Nhi nào. Con thưa cô, đó là không chê bai ngoại hình, động viên khi bạn chưa tự tin về ngoại hình, chia sẻ cảm thông yêu thương với những bạn có hoàn cảnh kém may mắn, có thái độ thân thiện, làm quen và tìm hiểu về các dân tộc và không phân biệt giới tính ạ. À, cảm ơn con. Thế theo các con, thế nào là tôn trọng sự khác biệt? Cô mời anh Vũ nào. Con thưa cô, theo con, tôn trọng sự khác biệt nghĩa là chúng ta phải biết chia sẻ và cảm thông với người. À, đúng rồi đấy. Sự khác biệt làm nên điều đặc biệt. Chúng ta không giống với số đông, không có gì là xấu, bởi chúng ta được sinh ra với ngoại hình và tính cách riêng. Vậy, ngoài những biểu hiện tôn trọng sự khác biệt mà các con vừa tìm được, chúng mình còn biết những biểu hiện nào khác nữa? Cô mời Tuệ Nhi. Con thưa cô, theo con, chúng ta không nên chê bai hay chế giễu giọng nói của các bạn ở địa phương ạ. Bạn nào còn ý kiến nữa? Cô mời Cương nào. Con thưa cô, ta còn cần chia sẻ, thấu hiểu về suy nghĩ riêng của người khác ạ. À, cảm ơn con. Tôn trọng sự khác biệt được thể hiện bởi sự cảm thông, chia sẻ với những điểm khác biệt của người khác về ngoại hình, hoàn cảnh, giới tính và dân tộc. Tôn trọng sự khác biệt cũng chính là tôn trọng quyền tự do, quyền cá nhân của mỗi người đấy. Vậy chúng mình cần có ứng xử như thế nào với những điểm khác biệt của người khác? Cô trò chúng mình sẽ cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo. Kính thưa thầy cô, ở đây tôi nhận được một ý kiến nói rằng là chất lượng video chưa tốt, giật khó áp dụng đối với trường, chưa có điều kiện. Vâng, thưa thầy cô. Thưa thầy cô, là cái video khi mà chúng tôi xem ở trên bản lóc ấy, tôi xem trên trang tập huấn ấy, thì rất rõ và âm thanh khá là to rõ ràng. Thế thì các thầy cô ở những cái điểm cầu ấy có thể là do đường truyền về điểm cầu và do vấn đề các thầy cô có thể nhờ bên kỹ thuật viên kiểm tra lại ạ. Vâng ạ. Kính mời các thầy cô cho ý kiến nhận xét. Cô giáo có giải thích, chưa giải thích nên chọn bạn nam hay bạn nữ? Vâng, cô giáo cũng có nói rồi ở đoạn trước đấy ạ. Cô giáo có nói nam hay nữ, miễn làm sao làm tốt được cái nhiệm vụ ấy, cho nên không nên phân biệt. Vâng ạ. Đây, một số nơi thì nói là đường truyền là tốt. Vâng ạ, video là tốt. Vâng. Video bị giật nên là một số nơi thì xem tốt. Vậy thì một số nơi thì là nó giật là do vấn đề đường truyền ở đó. Các thầy cô kiểm tra nhé. Vâng, và sau đó các thầy cô có thể về nhà xem lại chính cái link mà chúng tôi gửi, đường link chúng tôi gửi, thế nên mở để xem video. Vâng, cô giáo dạy hay, học sinh rõ ràng, dạy rõ ràng. Muốn biết thời gian cô giáo chuẩn bị cho tiết dạy này là bao nhiêu. Vâng. Trước hết tôi cũng chia sẻ rất rõ với các thầy cô, nếu chúng tôi đưa một cái video về một tiết dạy bình thường của giáo viên bình thường, tất tật mọi cái bình thường thì nó rất là dễ thôi. Thế nhưng mà cái mong muốn của thầy cô là làm sao mà đưa được một video mà giáo viên dạy được tốt nhất có thể. Đấy. Thế thì cái sự chuẩn bị nó phải công phu hơn các thầy cô ạ. Chúng mình cũng hướng tới cái lý tưởng nhiều hơn. Đấy. Còn lại bình thường thì các thầy cô có thể là với cái cách tổ chức như thế thì mình sẽ tổ chức theo vùng miền địa phương và phù hợp với đối tượng học sinh của mình thì vẫn đảm bảo được yêu cầu cần đạt mà thầy cô. Vâng. Và ở đây các thầy cô thấy rất rõ ràng là ví dụ cô giáo có sử dụng gì nhiều đâu ạ. Đây thầy cô sẽ nhìn thấy rõ là chỉ làm những mảnh giấy màu. Mà giấy màu thì rất là rẻ, cô giáo cắt, mà cô giáo trình bày và cho học sinh. Ví dụ như là trong cái kỹ thuật khăn trải bàn mà cô giáo sử dụng đấy thì cũng là những cái mảnh giấy màu và học sinh viết vào trong đó thôi. Trong cái không gian lớp học nhỏ thì hoàn toàn có thể sử dụng được ạ, có thể được ạ. Vâng, mỗi ý cô giáo tổ chức, cô giáo chu đáo, cẩn thận, tổ chức hay.
mỗi ý được chốt. Vâng. Và như vậy là thưa các thầy cô có thể làm được như thế này không ạ? Hoàn toàn có thể làm được. Mấy mảnh giấy màu có gì nhiều đâu ạ. Vâng. Nên để cho tất cả các nhóm đều thực hiện cả 4 nội dung, thực hiện như video mỗi nhóm chỉ tìm hiểu một nội dung. Vâng ạ, cái này là bốc thăm ngẫu nhiên để cho mỗi nhóm thực hiện một nội dung. Còn tất cả các nhóm đều thực hiện các nội dung đó thì cũng được, bởi vì thời gian nó nhiều, nó thoải mái. Và tôi cũng chia sẻ luôn với các thầy cô là vì là demo dạy minh họa cho nên chỉ có thể làm được như thế. Vâng, còn lại thầy cô hỏi kinh phí bao nhiêu? Tôi năm trước tôi chia sẻ là để làm một video thuyết dạy đầy đủ thì mất khoảng 50 triệu. Và vì vậy năm nay chúng tôi cắt bớt đi, giảm bớt đi để làm gì? Để cuối cùng tính vào giá thành của các thầy cô chỉ cần xem để thấy cái minh họa thôi. Và tính vào giá thành của sách nó sẽ giảm đi. Đấy là những cái giá trị vừa khoa học vừa nhân văn các thầy cô ạ. Các thầy cô nhận xét là hoạt động là hay. Làm được, tiết dạy công phu, dạy được ạ. Hoạt động hiệu quả, học sinh rất tốt. Thời gian chuẩn bị mất nhiều, đúng rồi. Vâng, và không thể thực hiện được. Thầy cô vẫn cứ trăn trở về cái điều này. Vâng, thưa thầy cô, tôi nói lại nhé, dạy cho giáo viên toàn quốc xem thì cẩn thận hơn, chu đáo hơn, đầu tư hơn, đúng không ạ? Và chúng tôi khát khao, tôi vẫn nói đi nói lại là khát khao dạy một cái gì đó nó lý tưởng một chút. Còn lại bình thường thì tổ chức một cách nhẹ nhàng thì cho học sinh đọc từng trường hợp một, rồi là gì ạ? Rồi học sinh khám phá ra những sự khác biệt của từng trường hợp và chia sẻ cái cảm nhận của mình, cái ý suy nghĩ của mình với những trường hợp ấy mình phải làm gì, rồi giáo viên chốt lại. Thì nó dễ thôi, nó nhẹ nhàng chứ không có gì đâu ạ. Vâng. Hỏi ý kiến của học sinh cũng được, nhưng mà để nó hay hơn, để nó đẹp hơn, để nó tốt hơn thì giáo viên làm như thế. Và mỗi ý giáo viên có thể chốt được, và thầy cô nói là chúng em hoàn toàn có thể làm được. Đấy. Vâng, học cho học sinh có thảo luận các đáp án đấy ạ, thầy cô ạ, có thảo luận, nhưng mà vì thời gian không cho phép cho nên chúng tôi không quay hết tất cả những cái thảo luận của học sinh, chứ còn học sinh thảo luận thầy cô nhé. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Và giáo viên nói rằng là học được ở cô giáo rất là nhiều. Thảo luận cả 4 để học sinh nhận xét cũng được thì cô nhá. Như vậy có nhiều cách làm khác nhau, nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn phương án nào tốt nhất trong khả năng của chúng ta để chúng ta thực hiện được hoạt động dạy học, được làm sao để phát triển năng lực học sinh, để học sinh được tham gia vào các hoạt động đó. Những cái góp ý của thầy cô rất là tuyệt vời. Vâng ạ, cảm ơn. Vâng, đây cũng cảm ơn các thầy cô, sự tương tác của thầy cô đến nghẽn mạch với rất rất nhiều những ý kiến tương tác, có thể tôi cũng đọc ở tên. Vâng. Để từng trường hợp một học sinh đọc và nhận xét. Vâng ạ, cảm ơn các thầy cô. Vâng, và có ý kiến cho rằng là học giáo viên dạy rất hay và xin video bản đầy đủ cô giáo dạy ạ. Vâng, tôi nói lại là không còn bản đầy đủ nữa đâu. Không có bản đầy đủ, chỉ có những cái demo như thế thôi. Chúng tôi chỉ được quyền, chi phí nó chỉ bằng ấy, chúng tôi chỉ làm được như thế để các thầy cô xem để minh họa thôi ạ. Mang minh họa là tổ chức hoạt động khám phá nó, họ cô giáo làm như thế thì chúng ta có thể làm tốt hơn, làm hay hơn hoặc làm cách khác làm sao cho hiệu quả. Vâng, cảm ơn thầy cô. Mời thầy cô xem hoạt động tiếp theo, hoạt động luyện tập. Vâng, và trong hoạt động luyện tập này ở trong sách thì cô nha có 4 dạng bài tập, thì chúng tôi chỉ lựa chọn một dạng thôi là dạng xử lý tình huống. Vâng, và mấy dạng xử lý tình huống này cũng chỉ là cho học sinh sắm vai một tình huống để xử lý thôi ạ. Vâng, còn những tình huống khác thì đấy là có cách khác nhau ạ. Vâng, kính mời các thầy cô. Cô con đọc tình huống A. Thái và Ba là đôi bạn thân, đi đâu hay làm gì cũng có nhau. Gần đây, Thái rất thích chơi cờ vua với anh trai sau mỗi giờ tan học. Bà lại không muốn bỏ qua một buổi đá cầu nào với các bạn trong xóm nên rủ Thái bỏ chơi cờ vua để đá cầu cùng mình. Thái không đồng ý. Bởi vậy, Ba giận và không chơi với bạn nữa. Nếu là Thái, em sẽ làm gì? Tình huống B, Thắng cùng các bạn và thầy, cô giáo trong trường đi thăm trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật.
Thắng thấy một số bạn trong lớp tỏ ra e ngại, không thích trò chuyện vì các bạn ở đó có ngoại hình khác biệt so với mọi người. Nếu là Thắng, em sẽ làm gì? Bây giờ, chúng mình sẽ cùng thảo luận trong nhóm 4, lựa chọn một tình huống mà nhóm mình yêu thích để tìm ra cách giải quyết phù hợp nhé. Các con có thể xử lý tình huống bằng cách sắm vai. Thời gian dành cho các con là 4 phút. 4 phút bắt đầu. Thời gian đã hết rồi. Cô muốn nghe cách xử lý tình huống của các nhóm. Với tình huống A, nhóm nào xung phong? Nào, cô mời nhóm giản dị nào. Thưa cô, nhóm con xin được xử lý tình huống với hình thức sắm vai ạ. Bạn Thái trong vai Thái, con trong vai ba, bạn Minh Đức và Bảo Long trong vai bạn của ba và Thái. Tình huống của bọn con xin phép được bắt đầu. Yeah, đã học rồi. Mình phải về thật nhanh để chơi cờ với anh mới được. Ê, Thái ơi, đi ra cờ về. Không, tớ thích chơi cờ hơn. Tớ đang nôn nóng về chơi cờ với anh tớ đây. Thôi, chơi cờ làm gì? Chơi đá cầu với bọn tớ vui hơn nhiều. Nhưng tớ không thích chơi đá cầu, tớ về đây. Thế thôi, từ nay cậu đừng rủ tớ chơi gì nữa nhá. Thôi, đừng giận tớ nữa. Mỗi môn đều có một cái hay riêng mà. Hôm mai cậu đi đá cầu với các bạn ấy vậy. Không. Đừng giận tớ nữa mà. Mỗi người đều có một sở thích riêng. Cậu thích chơi đá cầu, còn tớ thích chơi cờ vua. À, hay là thế này đi. Cuối tuần này chúng mình cùng nhau chơi đá cầu nhé. Ừ, cậu hứa với tớ rồi đấy nhá. Tớ cũng xin lỗi vì đã không tôn trọng sở thích của cậu. Thôi, hai cậu bắt tay làm hòa đi. Đồng ý. Tình huống của nhóm con xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn nhóm giản dị. Hãy cho ý kiến bổ sung dành cho nhóm bạn. Cô mời Minh Quân nào. Con thưa cô, con thấy cách xử lý của nhóm bạn rất hay. Các bạn đã biết tôn trọng sở thích của từng bạn ạ. À, lúc nãy cô thấy nhóm con cũng lựa chọn tình huống này phải không? Vâng ạ. Vậy nhóm con đã có cách giải quyết như thế nào? Thưa cô, nếu con là Thái, con sẽ rủ ba về nhà nói chuyện với anh để đánh cờ một lúc khác, rồi cùng ba đi đá cầu ạ. Cô thấy cả hai nhóm đã có cách xử lý tình huống rất là hợp lý rồi đấy. Các con đã thể hiện được sự tôn trọng, sở thích của mỗi bạn. Trong lớp chúng ta có 32 bạn với 32 sở thích và tính cách riêng. Bây giờ, chúng mình hãy cùng giới thiệu những điểm khác biệt của mình cho bạn nghe trong hoạt động tiếp theo. Ở tiết trước, cô đã giao nhiệm vụ và hướng dẫn các con về nhà thực hiện những sản phẩm như bài viết, vẽ tranh. Vâng, thưa thầy cô, chúng ta vừa xem một hoạt động luyện tập. Tôi nói lại là trong hoạt động luyện tập mà sách thiết kế thì có 4 bài tập. Vậy thì chúng ta giáo viên lựa chọn một cái dạng thứ tư là dạng xử lý tình huống. Và trong các tình huống ấy thì giáo viên cũng lựa chọn để một tình huống thôi ạ, để minh họa thôi. Và những tình huống khác cũng có thể làm tương tự, với những, cũng có thể thực hiện bằng những cái cách khác nhau. Vâng, sau đây kính mời các thầy cô cho ý kiến nhận xét ạ. Giáo viên đã sử dụng phương pháp gì để tổ chức hoạt động cho học sinh? Và học sinh đã tham gia như thế nào? Vâng, có hiệu quả không? Cách tổ chức có hợp lý không? Vâng, kính mời các thầy cô. Đây là học sinh là chọn sắm vai để xử lý tình huống. Vâng, và sau đó thì nhóm khác cũng vẫn một nhóm nữa cũng lựa chọn cái cách xử lý, cũng lựa chọn cái tình huống này để xử lý. Vâng, và đã đưa ra một cái cách xử lý tình huống khác. Vâng. Học trò thực hiện rất hiệu quả. Học sinh hoạt động tự nhiên, thực hiện tốt, hợp lý. Vâng. Cảm ơn trường tiểu học Nghĩa Tân. Vâng. Cảm ơn nhà trường, cô giáo bởi cái hoạt động dạy minh họa. Các thầy cô đánh giá là hay, hiệu quả. Đấy. Như vậy thầy cô sẽ thấy là phương pháp sắm vai ấy, thể hiện rất là rõ ở trong hoạt động này, sau đó là thảo luận nhóm và học trò thì sắm vai rất là tự nhiên. Và nhóm khác cũng vẫn lựa chọn cái này thì lại có cách khác. Ở đây chúng ta lại không nói chuyện đúng sai, mà ở đây chúng ta nói chuyện hợp lý hay không hợp lý. Và học sinh được lựa chọn tình huống để đưa ra cách xử lý, lựa còn chọn cách xử lý nào mà mình thấy là hợp lý. Và thì các thầy cô còn một trường hợp nữa không gọi học sinh xử lý. Vâng, tôi nói lại này,
Đây chỉ là mang tính chất minh họa, còn mấy trường hợp nữa cơ, thầy cô ạ. Cho nên là cái này là phần việc để cho dành các thầy cô sau này, thầy cô nhá. Hoặc là hoạt động hợp lý hiệu quả, diễn tập tốt thì vâng, vẫn là tập đấy ạ. Tuy nhiên thì một số học sinh, một số giáo viên nói rằng, một vài giáo viên nói rằng là sắm vai như thế là ở những nơi mà hoàn cảnh khó khăn, học sinh không tự nhiên, học sinh không sắm vai như thế. Thưa các thầy cô, học sinh làm được. Thầy cô tin học sinh, thì học sinh làm được thầy cô nhá. Cho sắm vai nhiều, cho trình bày nhiều, cho nói nhiều thì những cái năng lực của các em sẽ được bộc lộ ra và dần dần nó sẽ quen đi. Thầy cô nhá, cứ tin vào ở các em. Nào. Cuối cùng chúng ta xem hoạt động vận dụng video về chủ đề tôi khác biệt để giới thiệu những điểm khác biệt của bản thân mình và up lên trang Padlet của lớp. Cô thấy là cả lớp chúng mình đã nộp bài cho cô rất là đầy đủ. Trong đó chúng ta thấy có rất nhiều những sản phẩm đẹp và bắt mắt phải không nào? Các con có muốn kể những điểm khác biệt của mình cho bạn nghe không? Cô sẽ dành cho các con thời gian là 2 phút để các con kể những điểm khác biệt của mình cho bạn cùng bàn nghe nhé. Nào, mời các con. Qua trao đổi, các con đã thấy bạn có những điểm khác biệt gì? Cô mời Nhật Anh nào. Con thưa cô, qua trao đổi thì con thấy bạn rất hoạt bát ạ. À, bạn nào có ý kiến nữa? Cô mời Đạt nè. Con thưa cô, con thấy bạn rất điềm tĩnh ạ. À, cảm ơn con. Cô mời Ngô Linh. Con thưa cô, con thấy bạn rất hòa nhã với bạn bè ạ. À, cảm ơn các con. Thế bây giờ chúng mình có muốn giới thiệu những sản phẩm của mình cho bạn nghe không? Cô ở hoạt động này, cô sẽ mời bạn lớp trưởng lên điều hành giúp cô nhé. Các bạn hãy lên và giới thiệu với những đặc điểm đặc biệt của mình. Các bạn dưới lớp hãy lắng nghe và chia sẻ cảm nhận về sự khác biệt của các bạn trong lớp nhé. Tôi thấy có một bức tranh rất đặc biệt. Đây là bức tranh của bạn Minh Đức. Tôi rất muốn được nghe thấy phần giới thiệu của cậu. Thưa cô, con đã vẽ một bức tranh về sở thích của con. Con rất thích đọc sách. Con có thể đọc sách ở khắp mọi nơi, ở nhà hay ở trường. Và các giờ ra chơi, con cũng lấy sách ra đọc. Khi đọc sách, con cảm thấy mình hiểu biết thêm nhiều điều. Và sách còn giúp con học văn hơn ạ. Tớ thấy bạn Hoàng Anh có ý kiến. Xin mời bạn. Tớ rất tôn trọng sở thích của cậu. Tớ thấy đọc sách rất hay. Nhưng theo tớ, sau các giờ học, mình nên để cho đôi mắt được nghỉ ngơi. Vì vậy, giờ ra chơi, cậu hãy dành thời gian để chơi cùng các bạn trong lớp nhé. Cảm ơn cậu. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn bạn lớp trưởng đã điều hành cả lớp giúp cô rất là tốt. Qua phần chia sẻ của các con thì cô thấy các con đã có rất nhiều những điểm khác biệt rất là đáng yêu. Qua hoạt động vừa rồi, cô thấy các bạn lớp 5C đã rất tự tin chia sẻ với bạn về những điểm khác biệt của bản thân mình. Đồng thời, các con cũng biết thấu hiểu, cảm thông với những điểm khác biệt của các bạn trong lớp. Bởi mỗi người mỗi vẻ khác nhau làm nên cuộc sống muôn màu đẹp tươi. Đó cũng chính là thông điệp mà bài học ngày hôm nay muốn gửi tới cho chúng mình đấy. Chuẩn bị bình thường. Sao quý thầy cô? Quý thầy cô cho ý kiến nhận xét. Thôi đã, về cái PowerPoint. Chuyển về PowerPoint bên này. Thầy cô cho ý kiến nhận xét về hoạt động vận dụng. Ở trong cái hoạt động vận dụng ở trong sách, thầy cô ạ, nhìn chung giáo viên khai thác triệt để sách và sáng tạo đấy ạ. Hoạt động vận dụng ở trong sách có hai yêu cầu. Một là gì ạ? Hãy viết vẽ, nghĩa là tạo một cái sản phẩm về chủ đề tôi khác biệt để giới thiệu những điểm đặc biệt của bản thân mình với các bạn trong lớp. Đấy. Thứ hai nữa là chia sẻ cảm nhận của mình về sự khác biệt của các bạn trong lớp. Đấy, nghĩa là chia sẻ cái sự khác biệt của bản thân mình với các bạn và chia sẻ cảm nhận của mình về sự khác biệt của các bạn trong lớp. Bởi vì các thầy cô thấy rằng là ở đây không chỉ là không, nhiều khi chúng ta không hiểu, chúng ta chỉ là dừng lại ở mức tìm hiểu về sự khác biệt của các bạn trong lớp mà quên mất một điều rằng
Từ khóa của chủ đề này là tôn trọng sự khác biệt. Vậy từ tìm hiểu sự khác biệt ấy, và cần phải tỏ thái độ như thế nào, suy nghĩ như nào, hành động như nào trước những sự khác biệt ấy, mới là mới thể hiện sự tôn trọng. Đúng không? Các hoạt động vận dụng cô giáo đã tổ chức cho học sinh là thế nào ạ? Một là chia sẻ nhóm đôi về sự khác biệt của mình và các bạn khác nhận xét về sự khác biệt ấy. Đấy. Rồi là hoạt động thứ hai nữa là hoạt động mà chia sẻ sự khác biệt của bản thân mình nhá. Hoạt động một hoặc chia sẻ sự khác biệt của bản thân mình. Và đây vì có điều kiện cho nên là cô giáo nói là các em sẽ tạo ra một cái sản phẩm mà tùy theo năng lực của các em. Để từ đó up lên trang Padlet của lớp, một cái phần mềm mà phụ huynh, giáo viên và học sinh đều có thể quan sát được. Đấy. Sau đó chia sẻ với lại, sau đó cô giáo sẽ có nhận xét và cho các bạn chia sẻ trước lớp như thế nào. Thứ hai nữa là vâng, chia sẻ cảm nhận học sinh về sự khác biệt. Vâng. Của các bạn trong lớp. Thì ở đây cô giáo đã áp dụng triệt để gì ạ? Vâng, mời các thầy cô cho ý kiến ạ. Hợp lý, sáng tạo, thú vị, đáp ứng được yêu cầu cần đạt. Vâng. Vâng ạ. Mà giáo viên đã khai thác triệt để sách giáo khoa và có cách sự sáng tạo trong tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với học sinh. Tiết dạy việc tổ chức hoạt động là khá là tốt. Nếu có tình huống giúp học sinh có cách khác để xử lý thì sẽ tốt hơn. Vâng, thưa thầy, quý thầy cô, là ở trong sách cái bài xử lý tình huống ấy chúng tôi có, vâng, thưa các thầy cô, nhiều đấy ạ. Ở đây là có những cái trường hợp mà cần phải đưa ra lời khuyên cho bạn, có nhiều tình huống mà thầy cô, rồi bài tập xử lý tình huống cũng một số bài tập chứ không phải chỉ một bài tập. Vâng, và giáo và minh họa thôi, cho nên chỉ có một bạn chia sẻ và có sự phản biện của bạn khác trong lớp. Còn lại trên thực tế, thầy cô thời gian thoải mái để cho nhiều học sinh được chia sẻ hơn. Vâng. Vâng, các thầy cô nhìn chung là thầy cô đánh giá là sáng tạo, linh hoạt, khai thác rất là tốt sách giáo khoa. Vâng. Và buổi tập huấn nhẹ nhàng, tổ chức rõ ràng, hiệu quả. Vâng, cảm ơn cô giáo. Vâng, thưa thầy cô. Ở đây tôi các thầy cô nhận xét là như thế là cách tổ chức rất là hay rồi. Và có thể áp dụng được các vùng miền. Không up lên trang Padlet thì thôi, thì cách mạng công nghiệp 4.0 rồi thì chúng mình cố gắng tận dụng triệt để công nghệ thông tin. Còn nếu không có thì để cho các em tự chia sẻ. Các em ngồi ở tại lớp, các em tạo ra một sản phẩm nào đó rồi chia sẻ rồi nhận xét cũng được mà thầy cô. Nghĩa là các thầy cô có thể làm được sách giáo khoa như thế. Giáo viên dạy minh họa như thế. Thầy cô có thể làm theo cách của thầy cô mà vẫn hiệu quả được. Vâng. Thưa thầy cô có thể hỏi thêm điều gì không ạ? Nó tóm lại là đây có phải là dạy học tiếp cận phát triển năng lực không các thầy cô? Vâng. Ở đây học sinh là trung tâm. Học sinh tham gia hoạt động, học sinh tích cực tương tác, học sinh được bộc lộ bản thân mình. Vâng. Các thầy cô khẳng định rằng nó là tiết dạy theo đúng cái cách mới. Vâng, rất cảm ơn cái sự đánh giá thầy cô. Chắc là sẽ còn nhiều vấn đề, nhưng mà thôi, cái gì cũng chẳng có những vấn đề này vấn đề kia, để các thầy cô có thể, đấy là đất để cho các thầy cô sáng tạo mà. Vâng, học sinh là trung tâm, học sinh tương tác tích cực, học sinh bày tỏ, học sinh nhận xét, học sinh sắm vai, học sinh trả lời câu hỏi, học sinh phản biện bạn. Vâng, và cứ như thế thì những năng lực học sinh sẽ càng ngày càng được bộc lộ rõ rệt hơn. Vâng. Các thầy cô có hỏi thêm điều gì được không ạ? Mời các thầy cô có còn một chút thời gian để cho các thầy cô chia sẻ, các thầy cô hỏi những cái băn khoăn, những thắc mắc. Mời các thầy cô ạ. Vâng. Không có gì nữa. Vâng ạ. Vâng. Như vậy thì những cái phần thực hành của các thầy cô, bây giờ dừng đây em ơi, cô chuyển đến phần thực hành thì các thầy cô tự làm. Vâng, thưa quý thầy cô, thầy cô đã đánh giá một cái buổi tập huấn là có hiệu quả, đấy là món quà vô giá dành cho tôi và tập thể tác giả. Vâng, thưa quý thầy cô, chặng đường cuối của đổi mới giáo dục, nghĩa là 5 năm thay sách, qua bao nhiêu gian nan, những vất vả, cả những nhọc nhằn,
Vâng, thì đến phút này chúng tôi cảm thấy là tạm thấy vui, tạm thấy yên tâm với những sự đóng góp nhỏ bé của mình cho sự nghiệp giáo dục, với sự đồng hành của quý thầy cô. Vâng, lời cuối ở đây tôi xin cảm ơn, rất rất cảm ơn các thầy cô và kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc, trong cuộc sống và trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô.